nhé. Tại vì mình đang dẫn các bạn đi vào thăm hòn Trống Mái ở Sầm Sơn. Đây là một con đường cũng mới được xây dựng lại. Đấy, thì hai bên đường này có rất nhiều những hàng quán bày bán ở đây. Thì hiện tại thì cái xe ban quản lý không cho đến gần nữa mà phải đặt cách đó một cây các bạn ạ. Đấy, như các bạn thấy thì có rất nhiều khách du lịch đang đi tham quan đây. Mất khoảng độ gần 2 tiếng thì các bạn di chuyển từ thủ đô ra đến Sầm Sơn. Hiện tại đây khá là lắng các bạn ạ. Thì mình đang cùng một người đi thăm cái hòn Trống Mái. Cái hòn Trống Mái thì ở đây nó mới được xây dựng lại, có một con đường cũng khá là xa từ chỗ bãi gửi xe đến đây, nó tầm khoảng 1 cây số. Đây, như các bạn nhìn thấy thì có rất nhiều khách du lịch cũng đang lên tham quan các bạn nhỉ. Cái thời gian trước kia thì khi mà Sầm Sơn chưa lên thành phố thì xe du lịch ấy thì được đi gần ở phía trong hoặc Trống Mái luôn. Nhưng mà từ khi lên thành phố Sầm Sơn thì xe du lịch không được vào trong nữa. Sầm Sơn. Sầm Sơn. Nắng quá anh nhỉ? Ừ. Mấy nhà mình đang lên nắng đi du lịch. Thưa anh Thành, Mr. Thành. Xin chào mọi người. Tổng giám đốc. Nắng thật. Đây chính là các bạn này. Thì thẳng cái nước này nha các bạn, sẽ vào hòn Trống Mái. Đấy, hòn Trống Mái này thì có rất nhiều ngựa vằn các bạn ạ. Đấy, không sống một mái rồi. Đây các bạn nhé, thì đây chính là cái hòn Trống Mái các bạn này. Thì ở Hạ Long cũng có hòn Trống Mái nhưng mà đây thì là hòn Trống Mái Sầm Sơn. Thì cái hòn Trống Mái ở Hạ Long thì nó nằm trên biển, còn đây thì nằm trên cạn. Thì đây thì nó đang xây dựng một cái như kiểu một cái khu nghỉ mát hoặc gì đó. Nhưng mà cũng khá thú vị các bạn. Có rất nhiều những dịch vụ như là chụp hình hoặc là xem bói tay này. Đấy, hoặc là các dịch vụ như là cưỡi ngựa hoặc là điểu. Rất là nhiều. Đây, đứng đây. Đứng đây, cái lấy cả hai bàn là mới đẹp. Đây chính là cái hòn Trống Mái các bạn nhé, thì lên lớn lên này. Thì chắc là do thời tiết nó cũng hơi oi bức, còn nắng nóng nên là chắc cũng không ai lên. Cái khu nghỉ như kiểu cho khách du lịch chụp ảnh ấy. Các bạn thấy hình mấy cái ô trái tim ấy. Yeah boy. Đây để mình lên trên cho các bạn xem nhá. Thực ra thì nó cũng không cả, chỉ là hai hòn đá. Còn cái sự tích cái này thì nói chung là cũng khá đặc biệt đấy. Đây các bạn này. Thì ở trên đây chính là hòn Trống Mái các bạn nhé. Hai hòn đá rất là to. Đấy, đứng ở trên đây thì các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái khu hòn Trống Mái này. Phía xa xa kia thì có một số con nước này,
Còn đây là một số cái công trình mình đang xây dựng, chắc là phục vụ cho khách du lịch để đến đây để nghỉ ngơi hoặc ăn uống. Về cái dịch vụ chụp hình ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng 30.000 một kiểu. Và các bạn có thể mặc cả giá khoảng 50.000 hai kiểu. Thật sự rất là nóng bạn ạ. Mình đi được một đoạn rồi, toát mồ hôi. Đây là cái chỗ dừng chân của anh em. Tất cả các anh em là di chuyển. À đây, chỗ này là chỗ khai mạc, như kiểu là chỗ để xây tất cả đây là được triển lãm các bạn. Mời các anh em ta có thể dưới một mình một khu luôn ạ. Ở đây không phải mua mà mời các anh vào trong nhà quạt ghế máy lạnh, các anh ngồi nghỉ ngơi thưởng thức vào ngoài. Tất cả đây được free miễn phí 100% luôn, không phải 100% nữa. Tất cả đây được free miễn phí 100% luôn, không phải 100% nữa. Wow. Để mời các anh xem vào trong nhà quạt ghế máy lạnh nước trà. Trà rồi mà. Tất cả đây được free miễn phí, các anh chỉ vào trong nhà pha trà đặc biệt hơn. Đấy, đây là trà rau má, đặc sản Thanh Hóa. Anh rót em ơi. Thử đi xem nào. Có mùi rau má. Này nó có ít rau má đâu, rau má này tanh, nhiều người không uống được. Thế à? Đây là 30% nữa, 70% nữa. Sao đó? Chắc ở trong vẫn có chè đúng không em? Có chè đúng không? Đây các bạn, 30% rau má nhỉ? Đấy, 30% rau má, 30% đúng 30% rau má. 70% là chè. Sáng chưa ăn gì nên hơi đuối các bạn ạ. Nếu mà đi về Sầm Sơn, nếu hôm nào mà cháy không có phòng phục vụ thì lên trên này có nơi ăn nghỉ và hoàng, tất cả được miễn phí. Ở đây từ giờ đến trưa cũng người phục vụ cơm nước ăn uống và hoàng đúng không? Không được mà chẳng hạn như hai người này khách quý lên trường, khách thường anh em tôi ngồi ghế và hai người khách quý lên trường ngồi thôi. Con mang rồi mất. Được ăn, được ngủ, được nghỉ, được thưởng thức tất cả được đặc sản của mình. Đây các bạn này, 100.000 thì sẽ được một bọc gói bánh như này. Tiền kiếm luôn chỉ có 39.000 một sản phẩm. Sầm một Sơn sản phẩm chỉ có 39.000 đồng. Khi đi thì ông đã dặn bà mà thấy đồ chơi rẻ đẹp thì mua quà cho cháu tôi. A few moments later. Đúng rồi, giữa mình xuống trả phòng. Sau đó thì là mình ăn cơm ở đâu thì mình sẽ để đồ ở đó. Bây giờ em cũng chưa rõ là ngày mai mình sẽ ăn ở tầng 1 hay tầng 2. Thì các anh chị giúp em là tại vì 10 rưỡi mình trả phòng cho đoàn 4 vào, thì các anh chị nhà mình cũng có phòng để nghỉ ngơi cũng giống như mình bây giờ này. Mình tham quan nắng nóng ăn xong rồi thì mình có xe để có phòng để nghỉ ngơi luôn. Thì hộ em cái chương trình ngày mai ấy ạ. Với cả các anh chị lưu ý là ngày mai mình đi chợ, đi mua đồ hải sản các thứ thì mình nên đóng thùng xốp mà. Kể cả mình mua sò hay mua hầu các thứ thì mình đóng thùng xốp, tại vì là mình mua từ sáng cho mình về khách về tới 5 giờ chiều rồi, lúc mà nó rất là nắng, thời tiết ở trong này thì nó nắng nóng hơn so với mình, cho nên là các chị mình mua đồ thì nhớ đóng cẩn thận, kẻo không mình về nhà thì đồ tươi nó thành đồ không tươi. Xin chào các bạn, sau khoảng gần 3 tiếng đi xe từ thủ đô Hà Nội thì mình đã đến bãi biển Sầm Sơn. Thì đây là cái khách sạn Mai Trang. Và đây là cái phòng của mình thì đang nghỉ ở đây. Đấy, thì cũng khá là đẹp. Nếu mà các bạn đi du lịch thì có thể đến đây nghỉ ở đây. Tại vì ở đây thì nó ra bãi biển cũng không xa đâu. Thì với các bạn thì gồm có hai giường lôi này, một máy sinh, tủ đồ, một cái tivi, cái tủ lạnh. Đây là ban công này. Thì từ cái chỗ đường này thì các bạn có thể xa bên kia là biển Sầm Sơn luôn các bạn nhỉ. Tại vì mình đến đây cũng là buổi trưa, có thời gian trưa. Đó tầm khoảng bây giờ hiện tại là đang là 10... Hiện tại đang là 12 giờ trưa rồi. Thì một lát nữa thì mình sẽ xuống biển quay cho các bạn xem. Đây là cái tủ này. Tủ vệ sinh. Đấy, khá là đẹp. Đây các bạn này. Đây là máy sấy này. Chung là nó đẹp hơn rất là nhiều so với thời gian trước mình đi. Đây là hoa sen.
tủ quần áo. Đó. Khá sạch sẽ. Rồi đây là một số cái bảng giá trong phòng này, kẹo này. Cháu mình vào đây có bim bim này đúng không? Không có đúng không? Dạ. Okay, không có bim bim đúng không? Vâng. Hết rồi. Hay là thiếu. Cà phê này, bim bim này. Chắc không có sao ấy. Để xem tủ lạnh này. Không có gì luôn. Mời vào đây, mời vào. Đây mấy nhà trong phòng. Bên gì bia đấy, uống bia đâu. Hay gì? Sẽ ngon. Xong rồi, tắm anh em đi biển thế này. We'll be right back.